Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời, ai trả tiền? Tiền không phải trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị Lâm Huyền Linh trả tiền. Chào bà. Chào bà. Dễ thương quá. Thiệt ghét. Trời, cười tươi ghê nha. Thiệt ghét kìa. Gì vậy Linh? Cười hoài luôn hả? Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma, mướp miếp, mỉm mỉm, mập mạp, mê mé. Trời ơi, tóc dễ thương nữa. Tóc là quan tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên, dễ thương lắm Cát Tường ơi. Rồi, để đó đi, từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Wow. Mời em ngồi. Ủa, cái gì mà lỉnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. À. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. À, em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lộc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm. À, rồi em có biết làm không? Dạ biết. À, mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Công việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 thì nhiên nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ, đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tôi mụ nữa chị. Trời đất ơi, không có được, thì là mới có 26 tuổi thôi. Nhưng mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Trời ơi, tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? Nếu được thì đi đến hôn nhân luôn. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình đâu không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. Hai năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. Đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Bởi tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động chút, điên hoàng. Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Nguyễn Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi rồi, hả? Tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không có gì ai. Không, cái này được. Woohoo. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon, bên đây ngon. Mày sáng mà láng mo luôn. Vạm vỡ luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Bên đó cao 1 mét mấy vậy? 7-9 mấy, 80 gì đó. Chắc được. Về nãy giờ bên kia nói vậy bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá nhưng mà có thể cái đó về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi một từ Bình Định. Em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn. Con gái một thân một mình đi một mình mười mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ. Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? Qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt. Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán chường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi mười mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai?
thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xin. 14 lon 33, em là cao thủ. Trời ơi, giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Quá nặng dữ. Không được rồi. Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè. Mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách, nói thư thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm, người ta uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Chú tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế thì sao? Chứ bạn mới nghĩ là em nhậu tiếp. Ờ, chứ đừng có thấy người ta xỉn rồi mình dở trò sầm sở nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Bà, ta mặt hiền gì mà nói không, kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa. Coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Không có đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xài dùm em. Thôi, tôi không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao. Thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà tự nhiên em thích lấy chồng nhậu là sao? Anh không hiểu à. Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời đất ơi, đâu có phải vậy em, anh có đâu biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được. Nghĩ là sai lầm á. Lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao? Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu. Đúng rồi. Em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Thôi, nhậu nó mới vui. Chị nó mới vui. Rồi chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không, anh nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu có văn hóa làm sao? Hay chưa? Nào, có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress, chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa được rồi, tôi biết điều tiết. Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng mà khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái mình nhậu quá nên có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì quá sợ luôn chứ. Bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Đi. Rồi kéo màn lên. Đó, bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Ờ, cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới, mình phải làm thứ bảy chủ nhật, nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng, nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. Mình hỏi bạn vậy nha. Theo kế hoạch của mình, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới. Nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình biết làm gì. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi, mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngay. Bạn rảnh thì mình... Trời ơi, này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lầm vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không? Ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mai trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị với anh Huyền Linh trả tiền. Ông nói thật chứ, đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á, là ban đầu chưa quen á, thì tiền ai nấy xài. Mà sau khi quen á, thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á, là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa. Chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí. Nên là bạn an tâm phần đó. Thôi, hết giờ rồi đó, hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Bạn đừng có nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn hoàng trai bên kia nha. Dạ không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người.
MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Có nghĩa lớn. Tôi là anh Thư và em 28 tuổi. Mình đang công tác ở đâu? Em hiện tại em đang làm quản lý dự án của công ty truyền thông online. Anh Thư 28 tuổi sẽ gặp chàng trai bao nhiêu tuổi đây? Xin mời. Rồi. Mời bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là Sinh ạ, Lương Trường Sinh. Bạn dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi ạ. Bạn nãy có nghe bên kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe rồi ạ. 28 tuổi. Dạ. Bạn nghĩ thế nào về tình yêu mà chúng ta có cái sự so sánh giữa tuổi tác? Cái sở thích của em là em thích yêu người hơn em vài tuổi. 7 tuổi? Vài tuổi anh ơi. 7 tuổi hả? Dạ. Cái lý do tại sao mình thích yêu người hơn mình vài tuổi? Quan điểm thì các cụ nói rồi là có phúc thì mới lấy được vợ già. Vừa sạch cửa nhà mà lại dẻo cơm canh. Anh Thư, bạn nghĩ sao về cái tuổi tác ở trong tình yêu? Em cũng chia sẻ với chị luôn là trước giờ đa số là em ít khi nào gặp được bạn cùng tuổi. Một là em sẽ gặp Hồng Hà Nhi. Hai là gặp Ngô Mà Dương. Thêm bà Lá Sát. Trong cái buổi hẹn hò hôm nay thì bây giờ Quyền Linh với Cát Tường làm mai mối cho bạn một người bạn trai bên kia nhỏ hơn bạn 2 tuổi, thì bạn có suy nghĩ gì về điều này? Về tuổi tác thì em cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà em cần người bạn trai đó là phải nhìn chững chạc, nhìn tương xứng với em. Nghe bạn bên kia nói cần một bạn trai chững chạc, bạn có đáp ứng được chưa? Em nghĩ cái này chắc là đủ rồi anh ạ. Tự hứa tính vô. Bạn thích điều gì ở người phụ nữ? Thì em không có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần biết nấu ăn, hiền hiền một chút. Còn bên kia hơi dữ á. Không liên quan rồi, bên đây lắc đầu rồi. Anh Thư có biết nấu ăn không? Biết nấu nhưng mà nấu khá ít món ăn. Nhưng mà nấu là đa số là mọi người ăn sẽ khen ngon. Ăn sẽ khen ngon, có nghĩa là không làm thôi, làm là chất lượng. Dạ đúng. Mình thấy bạn là một người rất là cá tính. Bây giờ mình hỏi này, bạn không sợ là nếu mình quen cái người nhỏ tuổi hơn mình sẽ già hơn người ta trước sao? Em nghĩ là tới cái độ tuổi của em, cho tới khoảng 10 năm nữa thì khuôn mặt của em cũng sẽ như vậy, nó không thay đổi nhiều. Nên là em nghĩ là em vẫn tự tin. Rồi trên 10 năm sau nữa thì cái chuyện đó hậu xét. Lúc đó thì bạn đó thì cũng già tương đương rồi nên là cũng không có lo. Không có đâu em. Em thấy anh Nguyễn Linh không? Tuổi anh rất là già, năm nay anh 6 mấy rồi đó. Trời. Mà cái mặt ảnh rất là trẻ, như là mới có 35 thôi. Đàn ông họ rất là lâu trẻ, lâu già. Phụ nữ mình mới là mau già em à. Em phải coi chừng lại cái điểm này nghe, chứ chị sợ là không có ổn đâu đó. Em thấy ổn em. Em thấy ổn em. Anh Thư, Tường thấy bạn rất tự tin về bản thân. Mà thường những người như vậy thì họ thường hay lập kế hoạch cho cuộc sống của họ sau này trước. Yeah. Bạn có lập cái kế hoạch gì cho cái cuộc đời của bạn sau này không? Dạ có, năm nào em cũng có kế hoạch riêng của mình theo từng năm. Ví dụ là kế hoạch về công việc cũng như là kế hoạch đi du lịch. Còn kế hoạch hôn nhân thì em nghĩ là năm này hoặc là năm sau cũng đã đến cái thời điểm rồi. Chị nghĩ là quá đến rồi đó. Dạ. Yeah. Vậy bây giờ xác định cuối cùng là đối tượng mà em cần tìm là người như thế nào? Em nghĩ là nếu mà hao hao giống anh Quyền Linh thì cũng tốt. Có nghĩa là anh Quyền Linh biết cân đối giữa công việc với lại gia đình. Thì em nghĩ là đó là một cái mẫu người mà không chỉ riêng em mà các bạn nữ là đa số là đều mong muốn như vậy. Hay quá. Tóm lại là mẫu người lý tưởng là anh Quyền Linh đó. Anh hạnh phúc quá. Anh ráng anh làm mai mối nha. Quá hạnh phúc luôn, bữa nay có một cô gái nói về anh hạnh phúc quá. Em thấy em giống anh được phần nào thì em nói đi. Lát nữa cho em mời anh cà phê em học hỏi thêm nhé. Quê chính là em là đâu? Dạ, em ở Thái Bình ạ. Thái Bình, em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ được gần tròn 6 tháng rồi. 6 tháng à? Dạ. Vậy thì em đang ở trọ à? Dạ em ở cùng với anh chị. Có nhà trong đây luôn? Nhà bác. À ở nhà bác đây luôn. Và một kế hoạch khi lấy vợ thì chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn là phải ở riêng rồi. Nhưng mà có một cái quỹ nào đó để tự lập chưa? Dạ cũng có rồi anh ạ. Có rồi đúng không? Rồi vậy là ổn định rồi. Hay quá. Được rồi đó, xong. Thư này, cái công việc chính mà bạn đang làm á, bạn nói cụ thể hơn là bạn làm sao? Giờ hiện tại là em đang làm trưởng phòng quản lý dự án của bên công ty truyền thông á. Dạ. Đó, truyền thông online. Thần tượng của em xuất hiện bên kia đó. Hello. Cảm ơn em đã nói những cái điều tốt đẹp về anh. Và anh nghĩ rằng hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp đến với em. Em cảm ơn. Anh chàng bên đây dễ thương lắm. Thôi đừng có quảng cáo, tôi phải nhìn mặt tôi mới biết không, được. Nó thật, cũng giống anh vậy đó ha. Nhưng mà thấy bên đây sao? Anh nhìn nãy giờ là khỏi phải nói, anh không có hỏi điều gì, biết là không có điều gì để hỏi. Rồi anh giờ bển đi để nói riêng cái chuyện, cái nữa là người ta qua người ta coi.
bạn có cần người đàn ông của bạn về ngoại hình không? Tại vì em cũng hơi cao nên là em cũng yêu cầu bạn nam phải cao trên 1m7. Rồi. Chắc cũng khoảng 65-70kg. Được, được. Xin rồi, 1m7 ha. Mập mập chút xíu ha, tròn trịa, có da có thịt nha. Dạ. Mặt mày giống anh Quyền Linh. Dạ, dạ cũng được. Trời quá được thì chứ chị còn muốn nó đeo cho em. Rồi. Anh Quyền Linh mà mới nói cũng được ha. Rồi, chào em, đứng lên chị coi em cao bao nhiêu. Em được 1m68 rồi chị ạ. Thiếu vài phân ha. Nhưng em đủ cân ạ. Đủ cân, bao nhiêu ký? Em 65 ạ. À, cũng được. Thế mai mốt lập nghiệp mình ở Sài Gòn luôn hay là mình về quê? Em hợp với Sài Gòn. Em vào 6 tháng mà em tăng được 5 cân. Chắc là em nếu em ở 1 năm em tăng 10 cân là coi như xong luôn. Rồi này cũng phải hãm dần rồi chị. Đúng rồi, phải hãm bớt lại. Như vậy là chuẩn rồi, đừng có tăng nữa nha. Dạ. Cũng được. Gì quá được đi chứ. Rồi, để chị về chị nói tốt vài câu. Chị là chị thấy không được. Chị không thích người cận thị để mất kiến. Rồi thôi, hồi hộp quá, kéo màn đi cho ta gặp mặt đi. Để người ta, người ta chưa có nói hết. Có nhiều lúc mà nó nhạy cảm mà mắc kiến nó khó chịu lắm. Kiến mắc mới chuyện đó. Ý của tôi không thích, tôi có quyền. Nhưng mà biết đâu anh Hưng thích thì sao? Là đối với mọi người á, giọng nói miền Nam rất là ngọt ngào đấy, như cô gái bên đấy. Còn á, đối với những người phụ nữ trong Nam thì cũng nghe giọng Bắc cũng ngọt ngào lắm. Thành ra là hai bên, hai cái ngọt lại với nhau thì nó còn ngọt dữ dội nữa ha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nhau để biết là được hay không được. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút đối diện với nhau. 2 phút bắt đầu. Kế hoạch 5 năm của anh là gì? Xây nhà, cưới vợ và nuôi con ăn học. Hỏi em đi. Hỏi đi. Ôi nhìn em đúng hay không biết hỏi gì nữa. Thấy là cái về cái vấn đề thì mình sẽ chắc là ờ, sẽ có nằm thể. Trong cái hình mẫu mà trước đúng đó rồi, là có chuyện yêu đương đi. Cũng như trong như mà trong tưởng tượng của anh như này là đạt chuẩn rồi đó. Đó, anh thích những người mà nhìn có một cái gì đó như em là mặn mà. Trời, cảm ơn. Đi. Anh công đi em, thì thấy bạn nam hơi lép vế rồi đó. Trời ơi, sao trời ơi. Lý do gì mà anh lại nghĩ là sẽ quen với một người lớn hơn tuổi? Có thể anh không hợp với những người bằng tuổi hoặc là kém tuổi. Chắc có thể là anh già dặn hơn những người đó. Có thể mình do mình đi làm sớm rồi hay là sao đó thì mình thích những người hơn tuổi, mình cần cái sự chín chắn. Đã xác định là nó phải rõ ràng, không có chơi bời rồi cái này thế kia, nó rất là mất thời gian. Về cơ bản như thế thì em ok chưa, đúng không? Hỏi thôi coi có mình miền Nam miền Bắc đó có thích không, có thích gái miền Nam mình không? Chắc chắn rồi chị ơi, anh là vì là thích gái miền Nam nên anh mới vào Nam lập nghiệp đó. Trời, tôi hỏi giùm chi vậy trời, vui vậy. Hỏi gì nữa nhanh đi em, trời ơi hết 30 giây nữa, hỏi xong thôi nhanh lên. Sau buổi hẹn này thì anh mời em đi cà phê có được không? Hoàn toàn sẵn sàng. Lúc đó mình tìm hiểu nó kỹ hơn đúng không? Bây giờ ngồi ở đây nói chuyện riêng tư mà có nhiều người quá. Nhưng mà người ta lớn tuổi 2 tuổi đó kia bằng chị nha. Không, anh sao lại thế được? Con gái là hơn 23 tuổi vẫn là phận em mà anh. Rồi, chuẩn, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Nếu ta đồng ý hẹn hò, chúng ta sẽ bấm nút. Còn nếu không đồng ý thì chúng ta không bấm nút. 1 2 và 3. Có thời gian. Mời bạn. Wow. Bạn nữ giao nha. Bạn nữ không có bấm. Không có bấm nút. Dạ. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là bình thường thôi, có thể em không phù hợp với tiêu chí của bạn nữ. Không có bấm nút trước mấy giây thôi, còn sau đó bấm. Tại sao bạn lại chọn bạn nam? Mình thấy hình như là chưa có hợp lắm đó nha. Chưa hợp lắm, nhưng mà em nghĩ là có thể kết nối và trao đổi thông tin sau cái buổi gặp gỡ này. Thì em nghĩ còn nhiều cái em cần khai thác thêm. Chị đùa với em thế thôi. Dạ. Mình nắm đó. Tay làm quen á. Dạ, nắm tay được nhau rồi thấy chưa? Không phải bắt tay. Đấy. Nắm thế nha. Chúng ta sẽ cảm nhận những cái ấm áp với buổi đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ hiểu hơn trong cuộc sống. Mà biết đâu cái chặng đường phía trước hai người sẽ đi chung, ăn chung và xài tiền chung.